Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng an toàn đi. Hôm nay hai anh em thi nhau ăn cái món bún bò xào sắn bữa ha. Đây mình chuẩn bị hai dĩa, có đậu phộng, dưa leo, có thơm, salad, nhưng mà đủ rồi chúng này hết rồi, bún chua rồi có sẵn hết rồi. Hai ký 650. Đây ba. Tưởng đưa tôi lụm luôn à. Nãy em nhớ có 2 ký 6 mà 2 ký 650 giờ chắc là phòng thêm. Rồi, hai anh em còn nhau. Rồi ba. Và 2 ký 6, người 2 ký 650. Mỗi người 2 ký 650 á. Thấy ông mặn ngon quá. À 2 ký 650 với lại 2 ly nước ha. 2 ly nước. 2 ly nước không có cần luôn á. Nó chơi cho vui thôi. Bây giờ thế này, hai anh em được 20 phút. Đó. Trời. Người sao đi? Đấy. Đẹp không? Cũng như thường lệ ha. Rồi. 1.300.000. Rồi. À, sao cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn ở dùng bún với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. 1, 2, 3. Ngon không ba? Thank you.
Trận đấu này coi đỉnh cao bị cắn luôn. Hai mươi ra còn không đi? Dĩa sạch chưa? Dạ rồi. Một lô bạn. Rồi đi xuống bên, thôi bên. Vì bữa nay anh uống dụng thuốc anh làm quá lẹ. Sao cười? Thua chấp nhận thôi đúng không? Thua thì mình còn phí đi kèo để giải lại đúng không con? Không, 7 phút rồi. Anh ba anh không ngờ anh Quyên tăng nhanh vậy. Anh cười lý do là vậy chứ mình không nghĩ là anh thua anh cười. Anh Quyên cảm nhận anh ăn cái món thịt bò xào sắn này cảm nhận nó sao Quyên? Ngon hả? Ngon hả? Ăn nó không ngán không? Đúng rồi. Không ngán, thở xuống đi. Tới giấc này mà nó còn... Nó chưa xuống kịp hả? Nó đạn chạy chứ. Sáng mày đi mua thuốc gì Quyên? À, mua thuốc liệu. Chắc mua em bị hen xỉn nè. À, chắc tại chỗ bán đó, nó bán lộn nghe thuốc. Lộn thuốc hả? Bán lộn thuốc. Ok, cái phần thưởng của anh anh ơi. Nhắc này mà nó còn... nó chưa xuống kịp đúng không? Cái này nó còn đi vòng vòng đổng nhóc ra kìa. Thôi từ từ, một chút xíu nó xuống à. Hai này bằng nhanh thiệt, có 7 phút. Ba, đây. Rồi, về đúng rồi. Ba anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an. Chào hello ba.